Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của muối và ánh sáng trong đời sống con người. Muối giữ cho thực phẩm khỏi hư thối, làm gia vị giúp các món ăn được đậm đà hơn. Không có muối, thức ăn sẽ bị hỏng. Thiếu muối, thức ăn sẽ thật nhạt nhẽo, vô vị. Còn với ánh sáng, nhờ có nó mà bóng tối được đẩy lui. Cũng nhờ ánh sáng mà người ta có thể nhìn thấy sự vật, có thể tìm ra con đường và đi đúng con đường mình muốn. Nếu muối quan trọng cho thức ăn thế nào, ánh sáng cần thiết cho đời sống ra sao, thì cuộc đời người môn đệ Chúa Kitô cũng cần thiết cho thế giới, cho xã hội như vậy. Không có người Kitô hữu, xã hội mất đi một sức mạnh thiêng liêng và luân lý, sức mạnh có khả năng gìn giữ xã hội khỏi những sự dữ và cạm bẫy của thế gian đang rình rập, đang chụp bắt và xâm lấn vào trong đời sống con người. Nếu muối thấm nhập vào thức ăn để bảo quản chúng được tươi mới, thì người Kitô hữu cũng là những tác nhân để nối kết tình người, trở nên những trung gian hòa giải, những chia rẽ bất đồng, mang đến lòng quảng đại, sự quan tâm, sẻ chia cho những nơi còn chất chứa những ích kỷ, vô tâm, làm bùng lên sự ấm áp nơi những tâm hồn băng giá, lạnh lùng. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay thế giới mà chúng ta đang sống vẫn còn rất nhiều những bóng tối của sự chia rẽ, bóng tối của tham lam, của bạo tàn, tranh chấp, của bè phái, bóng tối của nghèo đói, bệnh tật. Do vậy, sứ điệp trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian vẫn luôn đầy tính thời sự với mỗi chúng ta. Và thưa anh chị em, một điểm đáng chú ý của bài tin mừng ấy là Chúa Giêsu dùng động từ là. Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Ngài không bảo anh em hãy mang thật nhiều muối để ướp cho đời, hay hãy thắp lên thật nhiều ngọn nến để chiếu sáng cho trần gian. Như vậy, động từ là thể hiện căn tính, thể hiện bản chất của người Kitô hữu. Là người Kitô hữu thì ta phải có bổn phận ướp mặn đời mọi nơi, mọi lúc và phải chiếu sáng luôn luôn. Nếu chừng nào ta không còn làm việc tốt, chừng nào ta không còn làm việc lành cho tha nhân nữa, chừng nào đời ta không còn mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống nữa, thì khi ấy ta đánh mất đi chất Kitô hữu, đánh mất đi bản chất là môn đệ của Chúa Kitô, và khi ấy ta chẳng khác nào những hạt muối nhạt đã thành đồ vô dụng và chỉ còn cách là đem đổ ra đường cho người ta chà đạp thôi. Mặt khác, việc ta là muối, là ánh sáng, không phải để người đời tôn vinh, để người đời ca ngợi, để mà thu hút người ta đến với mình, nhưng là để dẫn người ta đến với Chúa, giúp họ nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa là Cha, đấng ngự trên trời. Xin sứ điệp của Chúa Giêsu hôm nay thấm sâu vào trong tâm khảm mỗi người chúng ta, giúp ta ngày càng ý thức hơn và sống cách tích cực hơn sứ mạng làm muối cho đời, làm ánh sáng cho trần gian, để ngày càng có nhiều người đón nhận tin mừng của Chúa. Nhờ vậy mà danh Chúa được cả sáng và nước Chúa được hiển trị ngay giữa trần gian này.
Amen.